Hello em, Em. chào mừng em quay trở lại với channel của chị Dắt. Thể tăng sao? Đây không tin thể tăng sao lắm đâu anh em. Phải cần đo đong đếm. Tại mình ít khi hay đập thanh tăng sao lên sớm là mình toàn để chờ tích một con gì 3 sao mình chơi. Một con thên 3 hoặc là một con von cắt 3 hay sao đấy. Đồ xấu rồi. Trời quét rác rồi, trời hỗn mang rồi. Hai nguyên tố cũng được nhá. Đã không phải là quá tồi tệ. Chơi thử cũng được, nhưng mà dù không có Quy Lan 2. Có Quy Lan 2 trận này sẽ khá là uy tín hơn. Đang cho Lumbo đấm được không nhỉ? Là Quy Lan 1 thì hơi phèn, sợ không chơi được. Này bạn này Quy Lan 2 chơi khá là ok. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ lên được một con Quy Lan 2 em ơi. Tự tin là vậy. Tự tin là tốt. Nhìn con này đi. Quy Lan 2 ok. Đó. Thế không phải chơi được thôi. Nghe cái bỏ đi được. Hoặc là tùy chờ một chút đã. Quy Lan 2 mà bên kia tuyển trưởng Ray 2 mình phải sửa con Quy Lan 2 này trước, Quy Lan này xuống đây. Xuống đây. Để đây. Xuống một ô đi. Mua đấm một phát đẹp này em ơi. Cũng tạm được. Quy Lan quẹt tiếp này. Diu khá là trâu này, chưa chết được luôn này. Quy Lan quẹt tiếp này. Ok này. Quy Lan quẹt tiếp này. Diu tiêu phát đẹp này. Ok nha. Mặc dù lag rồi nhưng mà mình nghĩ là thắng rồi. Diu nữa. Thêm một con Diu cũng được. Sao thêm một con Diu ngon nhất rồi nhỉ? Bỏ con HT đi. Nhà bạn này căng thế. Đi chơi hết mình nhà bạn này luôn. Máy thế không gặp ai cả. Trận này chuỗi thắng may mắn đấy em. Đấy là không thắng được. Đánh gì nhỉ? Hay đánh sát thủ không? Lâu lâu không đánh sát thủ nhưng mà... Đồ thủ kia thì đánh sát thủ gì anh em? Đồ kia thì đánh thú thôi. Trận thủ cũng được, đến xui. Đồ dị ghê. Sát thủ à? Nếu ra đổi nó nắp luôn thì mình đánh sát thủ được nhé. Không thôi. Thì nó cũng sẽ là con carry dam chính của mình thôi. Chắc là thêm con rồng nữa. Ai giời ơi, đồ thế này thì đánh gì bây giờ? Diu 2 à? The fragrance of romance is truly intoxicating. Chắc phải đánh thú thôi anh em ơi, đồ nó tàn bạo với nhân loại này quá. Cần Diu 2 nhỉ?
nó không cần CO2 lắm. Đồ này chỉ đánh thú cung sao đấy thôi. Sao đánh được bây giờ? Ai ơi, như cái đầu thật đó. Tướng không ra gì nữa này. Tướng bỏ chúng ta đi. Ơi, đánh nào được bây giờ? Voi này cũng không có ý nghĩa của tụi bay. Khó quá anh em ơi. Thật sự là khó luôn ấy. Quillen không đánh được đến lâu như thế đâu. Trời ơi. Ngon xiên mất xiên này. Quillen quẹt nốt này thôi. Quẹt con kia kìa. Ok. Quẹt được nhiều phết đấy nhưng mà thua. Nguyên tố full cây luôn này. Đánh nguyên tố với cái gì bây giờ nhỉ? Nguyên tố với gì rồi anh em? Nguyên tố full cây thì làm gì ta? Nguyên tố thợ săn quỷ à? Em nhức nhức cái đầu thật đi là to. Nhức cái đầu. Vera có bao nhiêu con nhỉ? Còn bao nhiêu con Vera? Rồi. Vera là 24 con là nó đánh Vera, đánh thú ma tộc được nhé. Nguyên tố để cầm máu rồi vậy. Nguyên tí xấu. Quy đen quẹt. Quẹt. Đúng bố đấm. Đấm. Ôi giời. Ôi giời. Con này cầm máu này. Voi này. Đánh cung là khó này. Đánh cung giờ này vẫn chưa ra Yon là hơi khó này. Yon bây giờ 13 con. AT giữ lại nhá. Bán thần mua này. Đang tí chắc cũng sẽ đang thú thôi nhưng mà. Rồi đang cho con floor đi. Chơi ba đồ cho floor luôn được. Xiên. Chết nó rồi ok. Ôi, floor xin đôi rồi, đừng có xin đôi chứ. Anh trưởng xin đôi hay kết nữa. À, sao thôi. Khó nhỉ. Em nào biết đánh trận này cho 10.000 luôn. Cho 10.000 vào đây đánh luôn. Chơi game nữa em ơi. Muốn chơi nữa. Yon ra cũng được nhưng mà chờ đánh thú mất. Chơi game nữa. Đồ gì đây, xin một cái đồ nó sống sót được một tí nào. Mình vẫn đang ở chuỗi thắng cao cơ, mình vẫn đang ở tầm máu cao cơ, mình chưa chắc mình có đồ ngon luôn. Biết thầy lấy cái chuỗi thua không? Biết thầy lấy cái chuỗi thua không anh em ơi? Voi hai thì làm gì bây giờ? Mình có đánh thú được đâu, à mình có đánh voi ở đâu. Hiểu để làm gì luôn. Chị ơi. Ơi, là rồng. Là rồng thì không có thương, không có mana.
kiểu gì. Và đã cầm, cứ cầm máu và chờ một tương lai tươi sáng này đã anh. Cầm máu và chờ một tương lai tươi sáng này. Chuyện thôi 3, chuyện thôi 4. Nó còn này không có thương là vứt con rồng đi, và có thương vứt con rồng đi anh em ơi, không có mana. Đồ kiểu này luôn ý. Anh thú muốn lấy cái này hơn. Kỳ đang hấp án rồi, con floor gánh tim ấy. Rồng chắc thổi được một phát ngon. Ui ăn choáng. Cái như kiểu cuộc sống mình nó vẫn chưa đủ nỗi đau và sự đau khổ ấy anh em. Vẫn nhất vẫn phải khổ thêm cơ. Giết. Ma lốc. Xong một con ma lốc 2 luôn. 1 2 3 3 rồi ma lốc luôn. May ra mới sống được. Phải là một con ma lốc 2 luôn anh em ơi. Không gì cứu được nữa. Chứ giờ này rồng nắc mình không chơi được. Thật không chơi được. Teo 2 thì cũng hơi lỏ. Teo 2 mình không tín bằng ma lốc 2 đâu, ma lốc 2 là tín nhất. Ma lốc 2. Xong rồi roll mạnh. Roll mạnh lên con ma lốc 3 luôn cũng được. May ra mình chơi được game. Pha sau nhé. Pha sau nữa nhé. Đến 9 luôn cũng được, lấy 9 lập con cát thứ. Thên viết các thứ. Chuyện này muốn chơi teo lắm. Lo xiên được một con này không? Rồng thổi được này. Ok, một chút thương tình như mình. Mình đang cao một tí nốt là con. Ok, thế này thôi. Không đòi hỏi gì nữa. Nó còn sau nhá, thua thêm một trận nữa nhá. Còn già thì thôi, chắc không có Yon đâu. Yon giờ này cũng chưa ra nữa. Trận này tứ mình xấu nhỉ, tứ mình xấu thì đồ mình xấu nữa. Eo ơi. Đây rồi, một ma lốc 2 này. Được ma lốc 2 luôn nhé. Bạn này đánh ngay nít không đánh Yon này, Yon thì 3 con. Ok. Yon ma lốc 3 rồi. 9 mạng. Ra 9 mạng hết cái tròn rồng này. Tự nhiên ngắt chuỗi thua hơi sớm nhỉ? Nãy trận đấy mình thua nốt đi nó tròn không? Hơi cầm máu được em, hết máu. Hết hai con. Yon, bây giờ lại Yon. Bốn con này đi này. Hai con này bốn này đi này, nguyên tố bỏ luôn này. Ra Yon để hắc ám với cả Nakot đi. Đã chơi bằng mấy con này đi. Nó lốc đi. Lốc floor đi. Crab mà lốc floor. Yon này nhót, Greasy giữ lại. Ba phát chín luôn em ơi. Đã không chờ được ai nữa, nó lốc. Một con đấu sĩ, một con ma lốc thôi. Rồng với là Nakot thì cho vào cho vui thôi chứ mình không bị chơi đâu. Hai thì đằng sau anh em ơi, phải có một con ma lốc 2 nữa đấy. Hai ma lốc 2 đứng hai bên đấy. Thê cũng được nhá. Đang thêm một thê cũng được. Đập con thê luôn. Chơi cho đã anh em ơi. Ma lốc này sẽ đứng dưới mà nó đi cầm đồ này, nó đi bộ lên đi. Đấy, khá tín. Vera mua lại này. Trông cũng vẻ bắt đầu sáng cửa trở lại đấy.
biết đâu đấy, biết đâu đấy. Thương bắt đáy này này, thương bắt đáy này này, khá nhiều thương bắt đáy này này, thương bắt đáy này full này. Át chí luôn anh em ơi. Đập thêm, đập ma lốc thì nó chơi gì chơi. Pro thêm đôi. Má nó xin chết cả đôi của mình luôn kìa. Thêm bột phát nào. Bột bổ, ok, mày qua bột bổ được. Một thẻ thú này. Cho tạm rồng nữa, không biết cho ai. Cái con thú là một con Helen. Hoặc là con Bandu cũng được, cho tạm Bandu. Lúc đây đi. I can't find your silver lining. I don't mean to judge. You need your speech in silence. Enough feels enough. Quét nộ phát nào em, thêm bổ một phát này, thêm bổ phát thứ hai này. Dòng thổi một phát đẹp này. Thêm bổ ba phát này. Thêm carry quá, hay quá. Covering my eyes just like a kid. When I see nothing I go la la la. Một con cát. Trên này có thể ra sao là mình đập luôn đấy. Cần như đập hết hết sức có thể đấy anh em ơi. Chống chọi qua cơn bão tố sắp tới thôi. Sống được bao nhiêu thì sống thôi. Mạnh ai lấy sống thôi. Sao sau mình lên nhá, sau mình lên luôn. Covering my eyes just like a kid. Wakes me nothing I go la la la. Ta sau một ô đi. Ta cho lên một ô cũng được, sợ. Don't speak. When you speak, you're the one. Check. Bitch. Một bổ, hai bổ, ba bổ, bốn bổ. Đây nào, năm bổ đây nào. Năm bổ. Dòng thổ nốt pha này đi. Chết được con gì chết, ok. Không đòi hỏi gì hơn anh em. Này mình lên luôn nhé, lấy thêm hạt ám này. Trong lúc mình chưa có ma tộc. Vẫn chưa hiểu một phép màu nào đó mình vẫn sống được đến giờ này anh em ơi, nhưng mà mình vẫn đang sống được đến giờ này đây. Khá là thú vị ha. Phép đúng đây. To lại xiên đôi. Xiên một con ma lốc mình. Thêm mình bổ đi em ơi, em bị câm lặng các thứ vậy. Thế nhỉ, bạn này vẫn còn chơi floor, bóng floor vẫn kêu đến bây giờ. Mình đã cố gắng để con thêm lên trước để nó dính đam mana để nó hồi mana nhanh rồi, nó dính đam để nó hồi mana nhanh rồi. Xong rồi cuối cùng gặp đúng bạn, gặp cầm floor, gặp hai bạn này hai lần liền. Xin thêm hai phát. Hay thật đấy. Nó không làm gì được cơ. Mình không làm gì được. Làm gì được. Anh nghĩ làm gì được anh em. Em định làm gì. Cái này mua lại được nhỉ? Đang đi hơi hơi trước hồi hụi. Trận tìm con cát luôn nhé anh em nhé, trận này tìm con cát luôn là không đi đấy.
justice reigns. Do you know that there are... Aim. Fire. The door to another... Do you know that there are 400... Ê, bon cát đâu ở đây? Lights, victory. Thích Khánh nhá. Cát thêm bên này, má lộng giữa thêm bên giữa đi. Cày quá thánh đồ kìa. Chịu thật sự anh em ơi. Theo cái trận đấu này chịu thật sự luôn ấy. Nhảy hết này, nhảy hết này. Chưa thua, chưa thua. Ô, chưa thua, chưa thua. Truy hồn nhưng mà truy hồn giờ ném cho ai? Cần đến mana nhỉ, cho nhỉ. Mỗi bạn ấy thành đồ thôi. Mày truy hồn đi. Chín vàng là vừa đủ không? Thôi mình cứ hay đập lại đồ ma lốc nhỉ. Truy hồn. Thế bại tướng nữa anh em ơi. Sao mình vẫn chưa chết nhỉ? Mình vẫn chưa thua nhỉ? Một phép nầu vào đó mình vẫn chưa... Mình vẫn sống một chút anh em ơi. Một chút sống sót ở đây. Đồ gần như là đấm vào mồm mình rồi. Đồ đấm vào mồm tôi rồi. What is my target? Don't worry, I will. The sun shall vanquish darkness. What is my target? Chắc thế này thôi. Ui, ma lốc mày nhảy được không? Choáng này, một choáng này, ma lốc nhảy được này. Tên bổ phát thứ hai được này, có giáp thống khổ này. Ui, không kịp bổ, quét nộ. Choáng đẹp, ma lốc nhảy nào. Ma lốc nhảy nào em ơi. Sao choáng lâu thế? Mày choáng lâu, mày choáng lâu, mày choáng lâu. Vẫn sống anh em ơi, chưa chết được. Chưa phải là ngày not die today. We don't die today. Not ở đây to die. Mình sẽ bỏ con thêm này đi, khả năng hơi lên thêm 3 hơi khó. Mình sẽ giữ con Lily lại để phòng mình lên được con Lily level cao hơn rồi, thôi kệ bà ơi. Chúng ta gặp bạn Yon này rồi này, chúng ta chưa gặp bạn Yon này, chúng ta gặp bạn Thương này. Ngon cát, truy hồn, không có truy hồn. Chúng ta để con cát này, nó gắp mày tiếp thôi. Thêm thùng đáy kia, con cát thùng đáy này. Thương bắt vào con cát này mình có choáng đấy. Mày hả con cát? Ai con cát xịn hơn? Ai con cát xịn hơn hả bạn ơi? Ai con cát xịn hơn? Một con cát thú hay một con cát thường thì mà đòi đánh tao hả? Mày đánh tao hả? Mày đánh tao hả con cát thường? Con cát thường mà đòi đánh tao hả? Ê, vẫn thắng này. Ê. Vẫn chưa thua này. Vẫn chưa thua này. Nào thật đấy. Ê, một tướng nữa thì thêm con Lily. Chốt bài, chốt con Lily liền. Mua nó luôn cũng được đấy. Khóa lại đi. Trời ơi, anh em mình thấy gì không?
gần như là đồ nó xấu xí dã man gì nhá, mình không hiểu dãy dụ cách nào luôn ấy. Ma thuật thôi anh em ơi, bằng ma thuật nào đó thôi. Nhưng mà khả năng mình phải để tanh lên cho con Yon kia bắn nữa anh em ơi, khả năng này mình sẽ gặp một bạn Yon này. Bạn này thì không sợ lắm, là cũng hơi sợ nhưng mà sợ bạn Yon này mạnh xí được vào người mình anh em ơi nha. Vo cắt mình sẽ phải để góc khác một chút, góc một chút khác nhá. Cho nó bắn vào con thứ nhất là giáp thống khổ này, con thên này là một này. Thứ hai là con thên cho con crack nhỉ, cho con crack phải cho con crack mà dính thẳng đam không nhỉ. Ô thêm nhiều đam và thêm nhiều máu ấy. Nào, thẻ vàng như không ra được thẻ tăng sót tướng không? Mình không ra thật. Thôi được rồi, bán hai cái này đi này. Chắc mình sẽ tìm nó con phong cắt 2 thôi, mình cũng không còn cần cái gì nữa. Phoenix 2 cũng được, VR 2 cũng được. Cắt 2 thôi. Quan trọng nhất là con đấy thôi. Mình sẽ có ngọc đại cho con Malok đi. Và cái thên này sẽ cầm hai kết đi mặc lại Malok đi. Malok nhảy sớm sớm, hay cho quét nộ nhỉ? Quét nộ nhỉ? Để cho quét nộ được, cho quét nộ đi. Không cho đồ cho Malok đi. Malok carry. Con do này bắn góc nào, con do này bắn góc thẳng này mông, quét nộ thẳng vào đây luôn. Cho nó rất thống khổ luôn. Quét nộ luôn. Chia quét nộ cầm cái này luôn. Gặp đúng bạn do này, quét nộ thẳng mặt nó luôn. Do bắn thẳng vào cho con quét này ta. Đúng rồi. Bắn vào con quét này được. Malok nhảy được. Một nhảy. Chết rồi, con cá chết rồi. Ui, ở đấy chảy được là ngon đấy. Mày. Mày. Đánh thương. Đừng. Đánh thương. Mày. Ai. Hu. Hu is that. Hu is that anh em. Rồi còn bạn quyết lào kia nữa thôi. Mana đi. Em lấy mana đi, choi đi. Bây giờ bạn kia là hết ấy rồi này, mình chỉ cần có choi thôi là mình thắng này. Bạn kia là hết thánh đồ rồi. Có một cái choi thôi, choi nhảy góc giữa này. Đúng đúng mặt luôn. Hai kết nữa. Truy hồn. Hai kết sang cho con thên nhá. Và truy hồn choi sang cho con Malok này. Xong Malok nhảy thẳng mặt chỗ này. Chính xác chỗ này luôn. Quét nộ vào đấy. Thên này Thên thì chơi được cái gì chơi. Đúng không? Đúng chỗ này không ạ? Đúng chỗ này anh em ơi. Đúng chỗ này đấy. Thêm thằng đấy đi. Má lúc này nhảy được hết. Ui, ăn Lily chó. Còn Lily nữa. Ôi xong rồi, để con Lily nó choáng. Ôi. Ôi. Ôi, chưa thua. Chưa thua anh em ơi. Cần thêm con Vera 2 nữa đâu được. Eo ơi, của béo sao con Lily choáng được, đen vai. Không con Malok đi nhảy 15 phát rồi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Bạn kia muốn lên gì? Bạn này chẳng muốn lên gì nữa đâu, bạn này hết cỡ rồi. Lily không có truy hồn. Von cắt. À chạy. À chạy, đòi chạy. Không sao anh em ơi, chạy nhưng mà bạn sẽ không chạy được xa đâu. Chết rồi, thương bắt mất con thên mình rồi. Không kịp lên anh. Rồi xong con cát nó bắn choáng mình rồi. Ấy mày. Mày choáng tao. Không kịp thời gian anh em ơi. Không có đủ thời gian để giết. Ê ghét ghê. Trận này chả có thương. Không có thương bọn rồng ấy, bạn cứ để góc khó giết rồng quá. Chả có sát thủ nào nữa. Bắt con thêm mình nữa, thêm mình đứng kéo đấy lên góc kia để cho nó đỡ bị bắt rồi mà không kịp. Tiếc quá, tiếc hồi. Thôi em, video này kết thúc rồi. Em thích cái chuyện hãy like, subscribe. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé.
Theo trận này đỉnh cao đồ xấu luôn đấy.